Tiếp tục chương trình thời sự trưa nay sẽ là một số thông tin trong nước đáng chú ý. Cần thống nhất việc áp dụng chỉ thị 16 tại các địa phương. Đảm bảo quyền lợi cho thí sinh vùng dịch. Thưa quý vị, dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại các địa phương trên cả nước. Nhiều tỉnh thành cũng đã áp dụng chỉ thị 16 của chính phủ và tăng cường các biện pháp để ngăn chặn sự bùng phát và lây lan dịch bệnh. Tuy nhiên, mỗi nơi lại áp dụng và đưa ra các quy định khác nhau dẫn đến hàng hóa bị tắc nghẽn, cuộc sống của người dân bị khó khăn. Đây cũng là nội dung mà nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm bên hành lang Quốc hội ở buổi họp chiều qua. Theo các đại biểu, việc áp dụng chỉ thị 16 của chính phủ tại các tỉnh đang có nhiều bất cập khi chính sách của mỗi tỉnh không giống nhau. Chính vì vậy, các bộ, ngành cần phải có tham mưu, hướng dẫn và có quy định chung để đảm bảo hàng hóa không bị ứ đọng, người dân không bị thiếu đói trong khi các nơi khác không tiêu thụ được. Có dự kiến các cái kịch bản về cái cấp độ dịch, tương ứng với mỗi kịch bản thì chúng ta đã có các cái đánh giá tác động về nhiều mặt của cái kịch bản đó. Trên cơ sở đó thì đề ra các giải pháp về ngắn hạn và giải pháp về dài hạn tương ứng. Lấy ví dụ như việc thành phố Hà Nội ra chỉ thị áp dụng giãn cách trong đêm, theo đó buộc các xe ô tô phải quay đầu khi vào thành phố trong buổi sáng ngày hôm sau, đã gây nên tình trạng ách tắc giao thông, khó khăn cho người dân. Đại biểu Quốc hội cho rằng cần thống nhất áp dụng chung cho cả nước đối với một số mặt hàng đặc thù như vận tải hàng hóa, quy định hàng thiết yếu. Kiểm tra test thì chúng ta cũng thấy là có tỉnh thì test 3 ngày, có tỉnh thì test 5 ngày, có tỉnh thì test 7 ngày, cái giá trị hiệu lực. Rồi có tỉnh cái mức độ nếu mà cái giá cả phục vụ nhân dân nó cũng khác nhau. Nhiều tỉnh có 4-5 cấp thu tiền khác nhau, do đó tác động tới người dân cũng rất lớn. Nhiều đại biểu cho rằng diễn biến dịch bệnh tại một số địa phương có ca dương tính tăng rất cao. Vì vậy, các địa phương phải tiếp tục chủ động tăng cường nhân lực, vật lực phòng chống dịch. Bên cạnh đó, nghiên cứu, tiếp thu và triển khai các biện pháp hợp lý để đạt mục tiêu vừa kiểm soát tốt dịch bệnh, vừa đảm bảo được đời sống cho nhân dân. Thưa quý vị, thay vì thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của tuổi trẻ giống như mọi năm khi việc thăm tặng quà các thương bệnh binh, người có công hay thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ không thể thực hiện được do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Dịp 27 tháng 7 năm nay, đoàn khối các cơ quan trung ương đã có sáng kiến huy động đoàn viên thanh niên tham gia thắp nến tri ân từ trái tim bằng hình thức trực tuyến. Thông qua ví điện tử, vào mục thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, bấm quyên góp, là đoàn viên trẻ này mặc dù đang nghỉ giãn cách tại nhà nhưng đã hoàn tất ủng hộ quỹ thắp nến tri ân từ trái tim để góp phần thắp lên những ngọn nến tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ. Sau khi thực hiện xong, mỗi người sẽ nhận được một thông điệp và ảnh thắp nến tri ân để tiếp tục chia sẻ trên các trang mạng xã hội, góp phần lan tỏa ý nghĩa của việc làm này. Được phát động chỉ trong một tuần từ ngày 20 tháng 7, nhiều cơ sở đoàn và đoàn viên thanh niên đã tích cực hưởng ứng. Bước đầu, số tiền ủng hộ của gần 1.000 lượt đoàn viên tại chương trình đã được đoàn khối các cơ quan trung ương quy tặng thành 10.000 cốc nến gửi tới tỉnh đoàn Nghệ An để tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt-Lào tại huyện Anh Sơn. Chúng ta đang phải giãn cách xã hội, nhưng không có khoảng cách nào giữa tấm lòng tri ân của những người trẻ hôm nay với những người đã hy sinh vì đất nước. Đó là mong muốn truyền đi thông điệp nhân văn, ý nghĩa của những người trẻ trong ngày kỷ niệm ghi công những thương binh, những anh hùng liệt sĩ. Trong khi các thí sinh đợt 1 đang cấp tập để nghiên cứu phương án điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học sau khi điểm thi được công bố, thì 23.000 thí sinh vùng dịch lại mong ngóng phương án xét tuyển của mình. Việc tham dự thi ở nhiều nơi có diễn biến dịch ngày càng căng thẳng là rất khó, nên nhiều giải pháp được triển khai để đảm bảo quyền lợi cho các em khi xét tuyển. Theo đó, sẽ xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 cho những thí sinh F0, F1, F2 và thí sinh ở vùng đang bị phong tỏa, giãn cách theo chỉ thị 16 của Thủ tướng. Đồng thời, Bộ Giáo dục cũng yêu cầu các trường đại học chỉ xét tuyển sau khi các em thi xong cả hai đợt. Từng là địa bàn có diễn biến dịch căng thẳng, nên 3.000 thí sinh của Bắc Giang phải lùi xuống thi ở đợt 2. Cùng với đó, hầu hết các thí sinh đều đã đăng ký xét tuyển đại học bằng điểm thi, nên việc các trường chỉ được xét tuyển một lần được xem là cứu cánh kịp thời để đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh đợt này. Hai đợt thi xong có kết quả thì các đại học mới tổ chức xét tuyển, thì đấy là cách thức đảm bảo công bằng nhất đối với các em thí sinh dự thi đợt 1 và đợt 2. Là đảm bảo cái quyền lợi của tất cả các thí sinh, đảm bảo sự công bằng, cũng như là các trường cũng không phải dành các cái chỉ tiêu như thế nào đó mà tương đối là khó xác định
Như vậy xét chung một đợt như vậy thì có lợi cho toàn bộ hệ thống. Đề xuất chỉ xét tuyển một lần sau khi cả hai đợt thi kết thúc không chỉ nhận được sự ủng hộ của thầy trò vùng dịch mà còn nhận được sự đồng thuận từ rất nhiều trường đại học. Dù phải điều chỉnh mốc tuyển sinh cho phù hợp với đề xuất, nhưng các trường cũng sẵn sàng vì quyền lợi của thí sinh. Quy định cái việc mà chúng ta chỉ xét tuyển một đợt ấy, thì nó cũng giúp cho các trường là chủ động trong cái việc là mình xem xét các phương thức tuyển sinh mình phù hợp. Đồng thời mình cũng sẽ điều chỉnh những cái thời gian, những cái gọi là mốc tuyển sinh nó phù hợp với cả hướng dẫn của bộ. Gỡ khó về vấn đề tuyển sinh đại học cho các thí sinh được xét đặc cách vì thuộc các diện F1, F2, thuộc vùng cách ly y tế, vùng cách ly xã hội. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã đề nghị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực cho các thí sinh có nguyện vọng. Trong tình hình dịch diễn ra rất phức tạp thì việc tổ chức là rất khó khăn. Trên bộ cũng cân nhắc để có thể xem xét mấy cái trường hợp như vậy thì có thể xét đặc cách cho các em và có phương thức để hỗ trợ các em trong việc tuyển sinh đại học một cách phù hợp. Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Thành phố Hồ Chí Minh đã có kế hoạch rất là chi tiết để thực hiện triển khai chỉ đạo của Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức các kỳ thi đánh giá năng lực để phục vụ cho các em học sinh trung học phổ thông. Nếu như các em không có cái điểm thi trung học phổ thông đấy, thì có thể thi kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và trên cơ sở đó thì các trường đại học có thể tham khảo sử dụng để có thể tuyển sinh vào đại học. Đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp đã được ấn định diễn ra vào ngày 6, 7 tháng 8 tới. Song, chắc chắn vẫn còn những phát sinh khi tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp như hiện nay. Bởi vậy, những quyết sách thích ứng kịp thời từ phía ngành giáo dục như liều vaccine tâm lý cho thí sinh phải thi đợt 2 hay không được dự thi mà phải xét tốt nghiệp thì vẫn đủ sức đề kháng để có thể đương đầu với những khó khăn của một mùa thi giữa mùa dịch. Tiếp theo chương trình là một số thông tin quốc tế nổi bật mà chúng tôi vừa cập nhật. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc và Mỹ hội đàm. Malaysia ghi nhận thêm 207 ca tử vong do mắc COVID-19, mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại nước này. Trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 2 ngày, hôm qua Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Tạ Phong tại thành phố Thiên Tân. Cuộc hội đàm diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn tiếp tục căng thẳng. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, tại cuộc hội đàm, Thứ trưởng Tạ Phong đã hối thúc Washington thay đổi quan điểm và chính sách với Trung Quốc, trong thời điểm quan hệ giữa hai bên đang bế tắc và đối mặt với những khó khăn nghiêm trọng. Tân Hoa Xã dẫn phát biểu của ông Tạ Phong sau cuộc hội đàm cho biết thêm là Trung Quốc đã đưa ra hai danh sách, một là những việc Washington cần chấm dứt và hai là những việc khiến Bắc Kinh lo ngại. Hiện chưa có thông tin về những phát biểu cũng như phản ứng của bà Sherman liên quan đến cuộc gặp với ông Tạ Phong. Theo kế hoạch, sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Tạ Phong, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ sẽ gặp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Tuần trước, phía Mỹ đã bày tỏ hy vọng các cuộc hội đàm lần này giữa giới chức ngoại giao hai nước sẽ là cơ hội để hai bên hướng tới hình thức cạnh tranh lành mạnh và có trách nhiệm. Hôm qua, Malaysia ghi nhận thêm 207 ca tử vong do mắc COVID-19. Đây là mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại nước này. Trong 24 giờ, Malaysia ghi nhận thêm hơn 14.500 ca mới, giảm hơn 2.500 ca so với ngày trước đó. Như vậy, tính đến nay, Malaysia ghi nhận hơn 1 triệu ca mắc COVID-19, trong đó hơn 8.000 ca tử vong. Đáng chú ý cũng trong ngày 26 tháng 7, lần đầu tiên số bệnh nhân mắc COVID-19 phải điều trị tích cực tại Malaysia vượt mốc 1.000 ca. Hơn một nửa trong số đó phải sử dụng máy trợ thở. Malaysia đang trong giai đoạn 2 của làn sóng dịch thứ 3 bắt đầu từ tháng 9 năm ngoái. Số ca mới mỗi ngày trong 14 ngày liên tiếp vừa qua đều trên 10.000 ca, trong khi số ca tử vong cũng liên tiếp ở mức kỷ lục. Delta là biến thể của virus SARS-CoV-2 có khả năng lây lan nhanh nhất, mạnh nhất và đáng sợ nhất mà thế giới đang phải đối mặt. Đây là nhận định được 10 chuyên gia hàng đầu về COVID-19 đưa ra trong một cuộc phỏng vấn mới được hãng Reuters công bố. Theo các chuyên gia, lo ngại lớn nhất hiện nay từ biến thể Delta, lần đầu tiên được phát hiện ở Ấn Độ, không phải ở việc nó khiến bệnh diễn biến nặng hơn, mà khả năng lây lan dễ dàng hơn, qua đó làm tăng số ca mắc và nhập viện ở những người chưa được tiêm chủng. Các chuyên gia cũng cho biết, nhiều bằng chứng cho thấy biến thể Delta có khả năng lây nhiễm ở những người đã được tiêm chủng đủ liều với tỷ lệ cao hơn so với các biến thể trước đó. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, điều đáng lưu ý là những trường hợp biến chứng nặng và phải nhập viện do mắc Delta đều chưa được tiêm chủng, qua đó cho thấy việc tiêm vaccine vẫn mang lại hiệu quả được miêu tả là tương đối đáng kinh ngạc.
Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin trong nước và quốc tế trưa nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi.